Suốt thông. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ mời quý vị chúng ta cùng nhau ôn lại bài học câu kệ ngôn Pháp Cú 259. Dạ kính mời quý vị. Sa thú lầm thai, con kính tri ân sư Tịnh Đà. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thân tọa minh hạnh sư Tịnh Đà, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 259. Na ta quá ta thầm na tha rù và quá ta ba hú và sát tiếng dù cha ấp bầm bí số tòa ná thầm mằng cà dề ná bát sa tí sa quề thầm ma tha rù hồn tí dù thầm mằng nắp ba mắt cha tí na ta quá ta thầm ma tha rù và quá tà bá vú phà tí dù cha ấp bầm tí số tòa ná thầm mằng cà dề ná bát sa tí sa quề thầm ma tha rồ hồn tí dù thầm mằng nắp ba mắt cha tí na tà quá tà thầm ma tha rồ và quá tà bá vú phà sa tí dù cha ấp bầm bí số tòa na thầm mằng cà dề na bát sa ti sa quề thầm ma tha rồ hồn tí dù thầm mằng nắp ba mắt cha tí không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na ta quá ta thầm ma tha rô và quá ta bá hú phà sa tí dù cha ấp bằng bí số tòa na thầm mằng cà dề na bát sa tí sa quề thầm ma tha rô hùng tí dù thầm mằng nắp ba mắt cha tí thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không trì pháp gõ kêu rỗng thùng ít nghe sở học có chừng mà chuyên trì pháp danh lừng suốt thông. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời sư Thanh Thủy. Dạ cảm ơn sư Đặng Đông. Con Thanh Thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu Pháp Cú 259. Cảm ơn sư Thượng Nam, cảm ơn sư Quỳnh cho biết tín hiệu. Nát ta quá ta thăm mát tha rô gia quá ta bá hú pha sá thi dô cha ấp bằng tí su tòa nát thăm măng ca dê nát bát sá tí sau về thăm mát tha rô hồ tí dô thăm măng nát bấm mát cha tí không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp. Bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không trì pháp gõ kêu rỗng thùng ít nghe sở học có chừng mà chuyên trì pháp danh lừng suốt thông. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong và kính mời sư Ái Minh ha. Sa thú lành thay, cảm ơn sư Thanh Thủy. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, kính chào. Kính lễ cô tu nữ Thâm Má Chá Rí, anh Minh kính chào quý anh chị.
Cảm ơn chị Rạng Đông, sư Thanh Thủy, chị Trần Đạo, chị Nhật Quỳnh đã cho biết rõ âm thanh. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 259. Natta vata thammattharo ya vata bahu va sati yo cha ap bam visuttva na thammang ka ye na pasati sa ve thammattharo ho ti yo thammang nappamacchati. Natta vata thammattharo yo ya vata bahu va sati yo cha ap bam visuttva tòa na thầm mừng cà về na pa sa ti sa về thầm mắt tha rồ hồ ti dù thầm mừng na pa mắt cha ti na ta qua ta thầm mắt tha rồ ya qua ta ba hu pa sa ti dù cha pam vi su tòa na thầm mừng cà về na pa sa ti sa vệ thâm mát tha rô ti vô thâm măng nắp ba măng cha ti. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp, những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Na ta qua ta thâm mát tha rô và qua ta báo pha sa tì vô cha bấm bi su toa na thầm mang ca dế na ba sa tì sa quê thầm ma tha rô hô tì vô thầm mang nắp ba mạnh cha tì. Thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không trì pháp, gõ kêu rỗng thùng, ít nghe sở học có chừng mà chuyên trì pháp danh lừng suốt thông. Hội thơ của Hai Thiện Giới Đức. Dạ em kính mời chị Cẩm Vân tiếp theo ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thâm Mà Giá, Nam Mô Sẵn Khà Giá. Con kính hình lễ Đức Phật, con kính hình lễ giáo pháp, con kính hình lễ Đức Tăng, con kính hình lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 1259. Ná ta quá ta thăm má thá rô gia quá ta phá hú pa sa tí vô chá áp bằng tí su tòa ná thăm măng cà dê ná phát sa tí xá quê thầm má thá rồ hồ tí vô thầm măng ná phá mát chá tí. Ná tà quá tà thầm má thá rồ gia quá tà báo bà xá tí vô chá áp tâm tí xú tòa ná thầm măng ca dì ná phát xá tí xá quê thầm má thá rồ hồ tí vô thầm măng nắp bá mát chá tí. Ná tà quá tà thầm má thá rồ gia quá tà phá hú bà xá tí vô chá áp bầm tí xú tòa ná thầm măng ca dê ná phát xá tí xá quê thầm má thá rồ hồ tí vô thầm măng nát bá mát cha tí. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp, những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không trì pháp, gõ kêu rỗng thùng, ít nghe sở học có chừng mà chuyên trì pháp danh lừng suốt thông. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Xích Xuân Mang. Dạ xin mời, kính cảm ơn của Cẩm Vân. Con xin mời
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ và sư mai, kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 259. Na ta wat ta tham mát tha ro ya wat ta ba hu phát sát ti yo cha ấp yo cha ấp bầm bi sút tòa na tham mang ca về na phát sát ti sa về tham mát tha ro hồ ti yo tham mang na pa mát cha ti na ta wat ta tham mát tha ro ya wat ta ba hu bá hú phà sát tí dồ chá ấp bầm tí suốt tòa ná thầm măng cá dề cà dề ná bá sát tí xá huệ thầm má thá rồ hồ tí dồ thầm măng ná bá mắt chát tí nà tá quá tá thầm má thá rồ giá quá tá bá hú phà sát tí dầu giả ấp bấm vì su toa na thăm măng ca dê na ba sa ti sa huệ thăm ma sa rô hô ti vô thăm măng nắp ba mắt cha ti na ta wa ta thăm ma tha rô ya wa ta ba hù sa wa ti dầu giả ấp bấm vì su toa na thăm măng ca dê na ba sa ti sa huệ thăm ma ta rô hô ti vô thăm măng nắp ba mắt cha ti. Không phải gì nói nhiều mới xứng danh tri pháp, những ai phi sát ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp mới xưng danh trì pháp. Bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không trì pháp, gõ kêu rỗng thùng, ít nghe sở học có chừng mà chuyên trì pháp danh lừng suốt thông. Bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. À dạ, kính cảm ơn chị Thần Đạo ạ. Chị Sư Mai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô tu nữ Dhammachari, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn sư thầy mình Trạng Đông và chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 259 ạ. Na ta wa ta tham ma tha ro ya wa ta ba hu ba sa ti yo cha ap bang pi su to na tham ma ka ye na ba sa ti sa ve tham ma ta ro ho ti yo tham ma nap ba ma cha ti na ta wa ta thầm ma tha lô giả qua ta ba bà sa phù ba sa ti dù cha ấp băng bị suốt to na thầm ma ca dê na ba sa ti sa về thầm ma tha lô hô ti dù thầm ma nắp bà mắt cha ti. Không phải gì nói nhiều mới xứng danh kỳ pháp, những ai ti nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh đạo mới xứng danh trì pháp. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nà ta va ta thầm ma tha rô giả va ta ba hù ba sa ti dồ cha ấp băng bì su to na thầm măng ca dê nà ba sa ti xà vê thầm ma tha rô hô ti vô thâm măng nắp bà mách cha ti. Thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không trì pháp, gõ kêu rộng thùng, ít nghe sở học có chừng mà chuyên trì pháp danh lần suốt thông. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Cho Đức. Và con đã kể xong ạ. Xin gửi mít lệ cho huynh Bát Thanh Á ạ.
Dạ, sa thu sa thu lần thầy Sita chân đạo. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khai Giá, kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng, kính đại lễ chư đại đức tăng chẳng đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu chấp rộm. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 259. Dạ, kính cảm ơn quý sĩ cháu biết nghe rõ. Na ta wa ta tham ma tha ro ya wa ta ba hu pa si ta yo cha appang pi su to na tham mang ka ye na pa sa ti sa ve tham ma tha ro ho ti yo tham mang na pa ma cha ti na te Na ta wa ta tham ma tha ro ya wa ta ba hu pa si ta yo cha pang pi su twa na tham mang ka ye na pa sa ti sa ve tham ma tha ro ho ti yo tham mang na pa ma cha ti Na ta wa ta tham ma tha ro ya wa ta ba hu pa sa ti yo cha appang pi su twa na tham mang ka ye na pa sa ti sa ve tham ma tha ro ho ti yo tham mang na pa ma cha ti Không phải vì nói nhiều mới xứng danh chỉ pháp. Những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp mới xứng danh chỉ pháp. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không chỉ pháp, gõ kêu rỗng thùng. Ít nghe sở học có chừng mà chuyên chỉ pháp, danh lừng suốt thông. Bản phổ thước của Ngài Giấy Đức. Dạ, Nam Mô Phật Thà, dạ con xin được xuống mình. Dạ, kính mời xin Nhật Huỳnh nghe. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Minh Quách Thanh á. Nam Mô Phật Thà, dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức nhục minh, kính chào đạo tràng và cô tu nữ tham má chá rí. Có ông bà được không cô? Nếu được cho nhục minh xin một tín hiệu và cảm ơn đạo tràng cho nhục minh biết được tín hiệu và trong khi chờ đợi bàn tay và tín hiệu của cô, nhục minh xin phép được ông bài pháp của kinh số 259. Cảm ơn Minh Quách Thanh Á cho bài học. Na ta qua ta tham ma tha ro ya qua ta ba hu pha sa ti yo cha ap bam vi su ta na tham mang ca ye na ba sa ti sa we tham ma tha ro ho ti yo tham mang na ba ma cha ti. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp, những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Na ta wa ta tham ma tha ro ya wa ta ya wa ta ba hu pha sa ti yo cha ap bam bi su ta na tham mang ca ye na ba sa ti sa we tham ma tha ro ho ti Vô thăm măng nắp bà mạt cha ti. Nà ta qua ta thầm ma tha rô. Dạ qua ta ba hù pha sa ti. Vô cha ấp băm vị suốt to na. Thầm măng ca dê nà bạt sa ti. Sa quê thăm ma tha rô hô ti. Vô thăm măng nắp. Bà mạt cha ti. Thuộc lòng giáo pháp nói nhiều mà không trì pháp, gõ kêu rộng thùng. Ít nghe sợ học có chừng mà chuyên trì pháp, danh lừng suốt thông. Và đây là bản hộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức
Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhược Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy có chức máy không? Cho Nhược Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được một giọng thỉnh pháp sư mới. Và Thanh Thủy thỉnh pháp sư không? Thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt nên thuyết giảng nha. Dạ, Nhược Quỳnh kính cảm ơn tất cả đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và con cũng tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã hoan hỷ ôn bài cùng chúng con, rất là hoan hỷ. Rồi mời Thanh Thủy nha. Dạ, sa thú Thích Nhật Quỳnh. Dạ, con Thanh Thủy, con kính lễ chư công đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Dạ, con kính thỉnh kính sư cho con 2 phút thôi sư, tại vì bây giờ là 7:59 rồi. Ôi, cho con 3 phút. Rồi con thỉnh pháp sư, sau đó con kính thỉnh sư ha. Dạ, kính mời đạo tràng cùng với Thanh Thủy đọc bài thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pa va va to a ra ha to sam ma sam bu ta ha sa. Nam mô ta sa pa va va to a ra ha to sam ma sam bu ta ha sa. Nam mô ta sa pa va va to Arahato Samma Sambuddhassa Brahmacaloka Thipati Sampati Katanchayanti Varam Ayajatha Santi Thasattapachachang Thachatika Dese Tuthamman Anukampimang Bacham Sat Tham ma phê rim phi na yan cha ca yan su tan cha ban tham a phi tham ma cham mang a ko ta yan to cha tham cha đăng đăng và bố tha này về pa ri sa yam mắt chê e văn sa ham ba thi brahma và ga văn thắng a ya cha tha tuân hi pha quế na tăng bút thu ca run nghe na thi qua sa ya tân ha bút tha ya pa đê na ni ga đa yam ta tô ga tô an cha vắc ya đa yo nay ye a măng ta ye si tham ma tô Ta tu pha phu ti sam bu thu ha nu na tham ma de sa nhang ma ga wa sa ni de se si sat ta nang an tha sin tha cang te na sa thu a yo phan te de se tu tham ma de sa nhang sapa di tha Sari saya anu kampang tika tawe. Nam mô Sa Giám. Dạ, con đã thay mặt đạo tràng đọc xong bài thỉnh pháp sư. Con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt hướng dẫn chúng con học câu pháp cú 260. Kính chúc đạo tràng thính pháp được an lạc. Dạ, con kính thỉnh sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, quý vị có được nghe được âm thanh rõ hay không ạ? Dạ, dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh được rõ. Và giờ đây chúng ta sau cái buổi ôn bài, chúng ta sẽ học bài mới, Câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 260. Và trước khi đi vào buổi học, tối hôm nay xin cung thỉnh Sư Tăng Bà mời tất cả quý vị hướng về tâm bảo chúng ta làm lễ tóm tắt. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi svakkhato bhagavata dhammo
Dhammang Namassami. Subhatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin đảnh lễ chư Tăng và kính chào toàn thể quý vị Phật tử đang có mặt ở trong diễn đàn Kinh Pháp Cú. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020. Chúng ta sẽ học câu kệ ngôn Pháp Cú số 260 trong tổng 243 câu. 423 câu. Và câu kệ ngôn Pháp Cú số 260 hôm nay có nội dung như sau. Na te na te ro ho ti yanasappalitang siro paripakko vayatasa mokha chino ti vujati. Không phải là trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Bản dịch của Ngài Thích Minh Châu. Dầu cho đầu của vị ấy có bị bạc tóc, không vì thế mà trở thành trưởng lão. Vị có tuổi thọ đã được chín mùi ấy được gọi là già vô vị. Bản dịch của Ngài Yên Đá Chanh Đá Chính Thân. Bản dịch của Ngài Giới Đức. Phải đâu trưởng lão Sa Môn, phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn, tuổi cao trí kém ương gàn, sư già rộng tuếch xứng năng danh này. Đây là ba cái bản dịch và bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Và chúng ta sẽ đi vào cái bài học hôm nay bằng cái bài học sơ lược về từ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú 260 này. Và chúng ta đang ở cái phẩm thứ 19, đó là phẩm Pháp Trụ Thammathawakko. Phẩm Pháp Trụ Thammathawakko. Chúng ta có 4 câu. Câu thứ nhất đó là Na te na te ro so ho ti. Na có nghĩa là không. Không ở đây là không phải là phủ định. Tê ná là vị ấy. Thê rô là vị trưởng lão. Hô tí là trở thành. Dê ná xá là từ ghép của hai từ dê ná và á xá. Câu thứ hai là Yenasa Palitan Siro. Yenasa là từ ghép của hai từ Yena và Asa. Yena là bởi cái ấy, chia theo sử dụng cách thôi, bởi hay là do điều ấy. Asa xá của vị ấy. Pali tăng là tóc bạc.
Pali Tăng Cấp Bạc, danh từ trung tánh. Siro, Siro, chứ không phải Siro, Siro, tiếng Thái là Siro, là cái đầu, cái đầu. Ở đây trong cái ngữ pháp Pali thì hai câu này, thì cái câu thứ hai dịch trước, thưa quý vị, dê ná tê ná, dê ná là dịch trước. Dầu cho đầu của vị ấy bị bạc tóc, không vì thế mà trở thành trưởng lão. Dịch câu 2 xong rồi câu 1. Rồi chúng ta đi vào câu thứ 3. Paripakko vayo tassa. Paripakko vayo tassa. Paripakko là vị lớn tuổi hay là người già đó. Paripakko Vayo, Vayo là tuổi thọ hay là mạng sống, tuổi tác, tuổi tác đã lớn rồi. Paco Vayo là tuổi tác đã lớn hay là cao niên. Tassa là cụ vị ấy. Rồi câu thứ ba, câu thứ tư là Mokha Chino Ti Wuchati. Mokha Chino Ti Wuchati. Mokha Chino, Mokha Chino, dịch sát nghĩa đây là một ông già rỗng tuếch, hay là ở trong cái bản dịch của Ngài Minh Châu là dịch là lão ngu á. Tại chữ mô khá ở đây nghe có vẻ là nhẹ nhưng mà nó rất là nặng. Đức Phật hay dùng cái từ là mô khá purisa, kẻ điên rồ, kẻ rồ dại đó, kẻ không hiểu về nhân quả, kẻ không biết lợi ích của mình, của người. Mô khá purisa, mô khá chino, chinna cũng là cái nói về cái tuổi già. Mô khá là cái người rỗng tuếch hay là cái người không có trí tuệ. Mô khá chino dịch là ông già rỗng tuếch. Tí, tí ở đây là nó là viết của tính lược của từ ý tí. Mô khá chino cộng với ý tí. Ý tí là rằng đó thưa quý vị. Uchati được nói. Được gọi, được gọi. Rằng là ông già rỗng tuếch. Nha. Yeah. Như vậy là chúng ta đã sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 260. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 260 có nội dung như sau. Na te na thê rô so ho ti ye na sa pa li tăng si rô pa ri pa ko wa yo ta sa mô kha chin no ti vô cha ti. Không phải là trưởng lão nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái Bạch Chiêu Tăng, thưa quý vị, thì hôm nay câu kệ ngôn pháp cú số 260 cũng như là câu kệ ngôn pháp cú số 261 cùng có chung một cái duyên sự nội dung nói về liên quan đến đại đức Lakuntaka
Pattiya. Nhóm hai câu pháp cú liên quan đến đại đức Lakuntaka Pattiya. Theo tịnh đạt tìm trong quyển Pali Proponem thì có một vị tên là Lakuntaka Pattiya, nhưng mà cái vị này lại liên quan đến câu kệ ngôn pháp cú khác, cụ thể là số 294 và 295. Thì những cái câu này chúng ta chưa có học tới. Trong cái thời gian tới khi mà chúng ta gặp câu pháp cú số 294, 295 thì chúng ta sẽ gặp lại cái vị câu chuyện liên quan tới một vị tên cũng tên là Lakuntaka Pattiya. Và trong cái buổi học hôm nay chúng ta học về cái duyên sự của đại đức Lakuntaka Pattiya. Câu pháp cú này, nhóm câu pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi ngài tự ngự tại chùa Kỳ Viên, chùa Chetawana. Đề cập đến đại đức Lakuntaka Pattiya. Một hôm nọ khi vị đại đức ấy đến hầu Đức Phật, ngài vừa đi ra thì có 30 vị tỳ khưu ở rừng về. Thì quý vị biết là cái trong thời Đức Phật á, thì kể cả những vị xuất gia và những vị tại gia cư sĩ mong muốn là gặp để đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ một cái vị giác cũng như là đảnh lễ các vị thánh tăng, để mong cầu cái gì ạ? Có phải để cầu được danh được lợi, hay là để cầu chức tước giàu sang, hay là để cầu cho hết bệnh tai qua nạn khỏi như chúng ta bây giờ hay không? Thưa quý vị, là thời bấy giờ đó, những vị tu sĩ xuất gia hay là những vị cư sĩ tại gia đều muốn gặp thăm viếng Đức Phật và chư tăng với cái mục đích đó là hộ độ, với cái mục đích đó là tầm cầu giáo pháp. Và đôi khi có những cái khó khăn ở trong cái việc phiền não không có cách nào giải quyết, thì lúc đó họ tìm đến Đức Phật, tìm đến chư tăng để cần cái sự sắc tấn nhắc nhở và dạy cho cái pháp, để mong cầu của sự bình an đến với mình trong cái nội tâm, chứ không phải là đến Đức Phật hay là chư tăng, nhất là các vị mà có những cái thần lực, có thần thông để mà mưu cầu danh lợi, để mà xóa đi những cái ác nghiệp mình gây ra, hay là những cái bệnh nan y cần phải chữa khỏi. Giống như là cái hiện tại chúng ta bây giờ, kể cả khi mà không có còn Đức Phật, không còn chư thánh tăng hiện diện ở trên cái mảnh đất quê hương, những cái nơi mà chúng ta đang ở, thì chúng ta cũng đến đảnh lễ Tam Bảo, tượng Phật, tượng thánh tăng, xá lợi Phật, và lúc đó chúng ta lại cầu nguyện nhiều hơn là đến chùa với mục đích là học hỏi, trao dồi thân khẩu ý. Thì đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Tất cả khi mà chúng ta đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp, đảnh lễ Tăng, đi viếng chùa, đó là cái cơ hội để mà chúng ta học hỏi thêm về giáo Pháp, hay là nghe về cái sự sách tấn trong cái việc mà tu học. Thì Đại Đức Lakuntaka Cá Phát Tí Giá này cũng như thế, đã đi đến Đức Thế Tôn để mà hầu chuyện
thăm hỏi và nghe Đức Thế Tôn ngài dạy bảo. Và khi mà Đại Đức đi ra đó, đi ra khỏi cái hương thất của Đức Phật đó, thì cái hướng đi ra như vậy thì gặp 30 vị sư khác từ ở nơi xa, từ ở nơi khu rừng trở về để viếng thăm Đức Phật. Thì cái ngõ đi vào hương thất Phật thì nhóm 30 vị này và Đại Đức Lakuntaka Phatiya gặp mặt nhau, nhưng mà không có nói chuyện, không có tiếp xúc, chỉ thấy nhau rồi đi qua luôn. Thì nhóm 30 vị tỳ khưu này đi vào trong đảnh lễ Đức Phật, và Đức Phật ngài ngài biết rõ được cái nhân duyên của 30 vị xuất gia này, 30 vị sư này đã chín mùi, có khả năng để nhận lãnh, thấu hiểu được cái giáo pháp, và là ba la mật đã tròn đủ để mà thấy được cái vị hưởng được cái vị giải thoát. Cho nên Đức Phật ngài tìm cách, ngài tìm cách để mà sắp tấn, nâng đỡ, khiến cho những cái vị này có được cái sự quan hỷ. Thì lúc đó Đức Phật ngài hỏi, ngài hỏi nhóm 30 vị này, ngài hỏi là các vị có thấy Đại Đức mà từ nơi này đi ra hay không? Nhóm 30 vị này mới trả lời là bạch ngài, chúng con không thấy. Chúng con không thấy. Tại vì ở đây Đức Phật ngài đang sử dụng cái ngôn ngữ, ngài dùng cái từ là Phikkhu hay là cái từ Thera. Thera hoặc là Phikkhu. Thì những vị này trả lời là không có thấy. Nhưng bạch ngài, chúng con trông thấy một vị Sa-di. Sa-di ở trong tiếng Pali gọi là Samanera. Samanera. Đức Phật ngài trả lời này các sư, này các vị, đó không phải là một vị Sa-di, đó là một vị Đại Đức hoặc là một vị Thera. Thera dịch là trưởng lão, thưa quý vị. Thì các vị 30 vị vị này lại thấy làm lạ với bạch Đức Phật lần rằng này, bạch ngài, ông ta còn trẻ quá thì làm sao mà là một vị Thera hay là một vị trưởng lão được. Thì nói Đức Phật ngài mới nói là này các tỳ khưu, ta không gọi Thera hay là trưởng lão đó, vì lẽ tuổi cao hạ lớn, vì lẽ được ngồi ở chỗ ngồi của các vị thượng tọa. Thượng tọa là cái chỗ ngồi cao đó, quý vị. Ai thấu triệt tứ diệu đế, không có tâm não hại đại chúng, người ấy mới xứng danh Thera. Đó thôi. Khi đó Đức Phật ngài dựa theo cái mẫu chuyện này, dựa theo cái sự thắc mắc của 30 vị này, Đức Phật ngài đã ngâm lên cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 260 mà chúng ta đang học trong ngày hôm nay. Không phải là trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Cái câu này thì thật sự ra chưa có đủ cái ý nghĩa để mà giải thích cho nhóm 30 vị này. Bởi vì Tịnh Đạt có trình thưa quý vị là ở lúc ban đầu đó, thì duyên sự này là duyên sự chung của nhóm hai câu Pháp Cú số 260 và 261. Và khi ngày hôm sau diễn đàn của chúng ta sẽ học về câu 261 thì chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa mà Đức Phật ngài muốn nhắn gửi đến chư vị tỳ khưu. Và sau khi nghe được cái lời sắp tấn nhắc nhở đó thì các vị tỳ khưu đã chứng được quả tối thượng A La Hán, đạo A La Hán quả. Quả là một vị Sattha Deva Manusa Năng,
một vị thiên nhân sư, là một vị thầy của chư thiên và nhân loại. Vì thầy biết cách dạy dỗ, nâng đỡ, sách tấn, và quan trọng hơn là đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng. Cho nên cái lời sách tấn đó chúng ta đọc cảm thấy không có quan trọng, cũng không có quá là cao siêu, nhưng đúng lúc, đúng thời và đúng đối tượng thì tác dụng của cái câu kinh kệ ngôn pháp cú này đã giúp cho 30 vị xuất gia từ xa trở về thăm viếng Đức Phật đạt được cái đạo quả tối thượng, là đạo quả A La Hán đạo, A La Hán quả, chấm dứt sanh tử luân hồi. Quý vị thấy là một công năng rất là đặc biệt của một vị Phật và công năng đặc biệt của giáo pháp. Cho nên chúng ta là người học Phật đó, khi chúng ta học Phật pháp, hành Phật pháp mà chúng ta không thấy kết quả đó, chúng ta đừng có đổ lỗi cho cái lý thuyết mà chúng ta học hay là cái pháp mà chúng ta tu. Phần nhiều đó là cái căn duyên của mỗi người. Thì một lúc sau sư Tịnh Đạt sẽ trình bày tới quý vị những cái căn duyên đó nó như thế nào, để mà mình chúng ta không có đổ lỗi cho giáo pháp hay là đổ lỗi cho cái người hướng dẫn của chúng ta. Nhưng trước tiên Tịnh Đạt cũng muốn trình bày với quý vị về cái ý nghĩa mà Đức Phật Ngài muốn nhắn gửi cho 30 vị tỳ khưu này. Một cái điểm rất là quan trọng ở trong cái nhóm câu pháp cú này đó là niên cao lạp lớn, hay là một cái vị tu hành xuất sắc được gọi là thera hay là trưởng lão. Ở bên Miến Điện thì không sử dụng cái từ thera, mà ở bên đó sử dụng cái từ sayador. Sayador là một cái vị trưởng lão, và cái vị trưởng lão lớn đó, lớn hơn hay là cái vị trưởng lão mà lãnh đạo đó, thì gọi là sayador chi. Chi có nghĩa là lớn, hay là ám chỉ cho là vị trụ trì của một ngôi chùa, sayador chi. Ở bên Sri Lanka thì sử dụng là thera. Thera dùng cho một cái vị xuất gia cũng tương đối là lâu năm. Nhưng mà những cái vị mà xuất gia lâu năm được tôn kính thì được gọi là Mahathera. Mahathera Nayaka. Cái từ thera hay là từ Phikkhu được sử dụng tùy theo cái thời kỳ. Giống như là thời kỳ hiện tại của chúng ta theo tinh thần của Phật giáo, nói chung á, thì sẽ chia ra những cái cấp bậc theo tùy theo cái hạ lạp. Giống như vị mới xuất gia, mới tu á, thì gọi là lúc còn sa di á, thì gọi là sa di. Lúc mà mới tu mà nhỏ tuổi thì kêu sa di. Mới vô chùa tập sự thì gọi là chú tiểu hay là giới tử. Sau đó được tập y mà còn nhỏ tuổi thì kêu sa di. Còn khi mà đủ tuổi 20 tuổi trở lên thì được phép thọ cụ túc giới, trở thành một vị tỳ khưu. Thì tỳ khưu được gọi là, nói chung là ai cũng là tỳ khưu hết, nhưng mà tỳ khưu mới tu thì gọi là đại đức. Rồi tu lâu hơn á, 5-10 hạ đó thì gọi là thượng tọa. Đại đức 20 hạ thì thượng tọa, 30 hạ thì gọi là hòa thượng, vân vân. Thì cái cách gọi đó theo cái Phật giáo bây giờ, nhưng ngày xưa thì chỉ sử dụng hai cái từ, đó là thành tê và abuso, là để chỉ cho cái vị lớn và vị nhỏ, và cái từ thera hay là mahathera để sử dụng cho những cái vị mà có cái công hạnh tu xuất sắc, nổi trội ở trong tăng đoàn.
Thì thưa quý vị, trong cái duyên sự này thì Tịnh Đà cũng xin đi sơ lược qua về cái bậc xuất gia ở trong giáo pháp, nhất là ở trong hệ phái Theravada, Theravada. Từ cái từ tỳ khưu hay là Thera đó, bắt đầu từ cái chữ Bhikkhu. Bhikkhu, tỳ khưu là cái từ âm thưa quý vị. Thật sự ra Bhikkhu không phải là từ dịch mà từ âm. Quý vị chú ý dùm chỗ này. Tại vì ở Việt Nam hiện tại thì rất là dễ nhầm lẫn giữa cái từ âm và cái từ dịch. Giống như là Tịnh Đà có chuyện trình bày là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì trong đó 90% là từ âm, không phải là cái từ dịch. Hay là mô cũng là cái từ âm. Ở từ tỳ khưu là từ âm, âm đọc của cái từ thiết khú. Và nghĩa đó, thì trong kinh điển có giải thích nghĩa. Thì ở đây có một số Tịnh Đà xin trích ra cho quý vị tham khảo. Nghĩa phiết khú theo văn phẩm Bali thì có cái từ là phiết khất tí si lê ná ti phiết khú, bậc có thói quen thường đi khất thực để nuôi mạng thì gọi là phiết khú. Sang sa rê phá giang ít khá ti tí phiết khú, bậc thấy rõ sự tai họa trong vòng sanh tử luân hồi thì gọi là phiết khú. Hai cái ý nghĩa này rất là thường sử dụng. Để Tịnh Đà có thể copy cho quý vị. Hai cái từ này có thể rất là thường sử dụng hai cái ý nghĩa này. Làm sao để copy đây? Không copy được rồi, thưa quý vị. Có thể được. Đây là một nghĩa Sansare Payang Ikhati Ti Pikhu, bậc thấy rõ sự tan hoại trong vòng sinh tử luân hồi là Pikhu Tì Khu. Và một cái nghĩa nữa là vị đi khất thực. Pikhati Sile Nati Pikhu là bậc có thói quen thường đi khất thực để nuôi mạng gọi là Tì Khu. Thì hai cái ý nghĩa này là hai ý nghĩa thông dụng nhất ở trong giáo theo tinh thần Theravada nói chung, nói riêng. Còn để trở thành một vị tỳ khưu đó, thì thật sự ra cũng không phải là đơn giản. Ngoài cái việc mà có cái tâm tu, có cái tâm hướng đạo, thì cần có những cái nghi lễ mà theo luật, chứ không phải là nghi thức làm theo cái cách sắp xếp, mà phải có cái luật. Bởi vì khi mà Đức Phật Ngài đã chế định cái luật, cái cách để mà chư Tăng cho những cái thiện nam xuất gia đó, thời trước đó, Đức Phật Ngài tự thân Đức Phật Ngài cho xuất gia, tức là những cái vị tỳ khưu đi thuyết pháp giảng đạo ở nơi xứ xa đó, các vị đó tế độ được một số cái quần chúng, thì họ muốn xuất gia thì các vị đó điều dẫn về Đức Phật. Đức Phật cho tu. Thấy cái việc mà khó khăn như vậy thì Đức Phật Ngài đã chế ra những cái cách, chỉ dạy những cái cách để mà cho các vị có thể làm thầy tế độ. Thì cái cách thông dụng và hiện tại được áp dụng cho tới thời bây giờ đó là cái cách Nyati Chatuttha Kammavacca, dịch là tứ tác bạch tuyên ngôn, tức là một lần tuyên ngôn và ba lần Kammavacca. Kammavacca là cái tăng sự đó quý vị. Thì gọi là tứ tắc bạch, tức là bốn lần đọc lên. Tuyên ngôn là tuyên bố để cho mọi người đều biết. Và khi mà Tịnh Đạt tu tỳ khưu thì khi mà đọc vào cái việc mà tứ tắc bạch tuyên ngôn thì nghe cái từ nó rất là lớn. Nhưng mà khi mà mình đọc vào cái bản Pali và bản dịch Việt đó, thì có một cái điều mình Tịnh Đạt rất là giật mình. Đó là tứ tắc bạch tiên ngôn ở đây có nghĩa là trình đến chư Tăng. Trình đến chư Tăng, vị này có cái tâm xuất gia và xin chư Tăng hãy ghi nhận. Sư Tịnh Đạt giật mình ở đây là cái việc chư Tăng nó rất là quan trọng. Nếu không có đủ chư Tăng để chứng minh và
tác thành duyên sự thì thực sự ra một cái vị tỳ khưu không thể nào thành tựu. Thì đó là một trong năm cái điều kiện để trở thành một vị tỳ khưu, xuất gia tỳ khưu. Khó thì không phải là quá khó, nhưng mà cần phải hội đủ những cái điều kiện này, phải làm đúng theo luật, thì lúc đó trở thành một vị xuất gia thành tựu một cách chân chính. Còn nếu không thì sẽ rất là dễ hoài nghi về cái phẩm hạnh xuất gia. Thì Tịnh Đà cũng xin sơ lược về những cái điều kiện cần và đủ để cho một vị thiện nam tử muốn xuất gia cần phải làm. Thứ nhất đó là quát tú sampatti, là cái người nam đó là không phải là người phạm lỗi. Phạm lỗi ở đây là thuộc những cái nhóm người không được xuất gia. Thì nêu đại khái như vậy, quý vị có thời gian quý vị có thể tìm theo, hiểu theo trong trên mạng hoặc là trong cái tạng luật để hiểu rõ hơn về những cái điều này. Thứ hai đó là nhát tí xâm bát tí, là tâm bá qua cha, cái vị thầy mà tụng tuyên ngôn đó, thì phải tụng những cái lời tuyên ngôn và những cái lời tăng sự phải đúng văn bản, đúng từ ngữ, đúng ngữ pháp Pali, chứ không được sai. Thứ ba đó là anusasana sampatti, là cái vị nhóm những cái vị luật sư đó tụng cái tăng sự tuyên ngôn cũng phải đúng theo văn phạm Pali và đúng theo cái chánh văn ở trong luật tạng. Thứ tư đó là Sima Sampatti, là cái nơi mà diễn ra cái lễ tu đó. Sima ở đây được hiểu là cái ranh giới. Quý vị thường đi chùa, quý vị thấy ngôi chính điện ở Việt Nam mà chúng ta là ngôi chính điện được sử dụng như là một cái Sima chung khi mà làm lễ xuất gia, tụng Bồ Tát vân vân, đều cần phải vào cái ranh giới để có cái sự hòa hợp. Thứ năm đó là Buddhist Sampatti, đó là chư tăng. Đó là chư tăng, giống như là Tịnh Đạt vừa trình bày, đó là hiện diện của chư tăng, túc số chư tăng ít nhất là 5 vị để chứng minh và tác thành cái lễ xuất gia đó. Không có chư tăng thì không thể thành tựu, và nếu thiếu một trong năm cái sự kiện này, điều kiện này, cũng không có thể thành tựu cho cái lễ xuất gia đó. Thứ nhất là cái giới tử, cái người tu đó phải trong sạch, phải thích hợp. Một vị luật sư cũng phải am hiểu về cách tụng ngữ pháp Pali, và hiểu về bản tuyên ngôn, bản tăng sự, rồi cái ranh giới Sima nó phải được đúng theo luật, và chư tăng hiện diện cũng phải đủ túc số, và những chư tăng đó phải là những vị xuất gia chân chánh, không phải là giả tu. Sau khi tu xong thì cái người xuất gia tỳ khưu đó cần phải thọ trì 4 loại giới, tức là tứ thanh tịnh giới, thu thúc trong giới bổn nè, Bhikkhu Patimokkha Sangvara Sīla, thu thúc lục căn, Indri Sangvara Sīla, nuôi mạng chân chánh, Achiwa Parisuddhi Sīla, hay là nương nhờ vào 4 mối vật dụng, hay là quán tưởng trong 4 mối vật dụng đó, Pachaya Nisaya Sita Sīla. Quý vị thấy là Tịnh Đạt đi sơ lược qua cái quá trình của một vị thiện nam. Ngày xưa thì có tín nữ đi xuất gia Sa Di Tỳ Khưu, nhưng hiện nay thì Tịnh Đạt trình bày chỉ là cái người thiện nam đi tu. Thì sơ lược qua quý vị thấy một cái quá trình để mà trở thành một vị tỳ khưu không hề đơn giản chút nào, không hề đơn giản chút nào. Và cái bước chuẩn bị đã khó khăn, cái tâm xuất gia khó khăn, cái bước chuẩn bị khó khăn, và để hoàn tất một cái người xuất gia trở thành một vị tỳ khưu thật là khó khăn. Cho nên quý vị thấy là người tu Phật thì nhiều, người tiết đạo thì nhiều, người hiểu giáo pháp thì nhiều,
Nhưng mà cái người mà có tâm xuất gia thì không được bao nhiêu. Mà không được bao nhiêu mà thật sự người xuất gia chân chánh có tâm tu vì mình, vì người lại càng hiếm hoi nữa. Cho nên đối với một vị xuất gia ngay hiện tại thời bây giờ có đầy đủ những cái khả năng, điều kiện để mà hướng dẫn cho tự mình, điều phục tự thân và hướng dẫn sắp tấn cho người khác, quả thật sự là rất là khó. Nếu quý vị có gặp được, có biết được những cái việc đó thì quý vị cũng là một cái người rất là may mắn và hạnh phúc khi tìm được cho mình một cái người nương tựa về tinh thần. Có những cái sự gút mắt không biết hỏi ai, hay là những cái sự chia sẻ không biết nói ai, thì chính những cái vị có cái tâm tu như vậy đó sẽ là cái người giúp đỡ mình rất là nhiều. Và quý vị cũng nên nhớ là chúng ta, khi mà chúng ta gặp được những cái vị đó thì chúng ta hãy cố gắng để mà hậu độ, tránh cho vị đó gặp những cái sự cố, gặp những cái tai họa, hay là gặp những cái khó khăn để mà có cái điều kiện tốt phát triển cái phần công phu trong cái việc tu học. Và cái khó nữa đó, ở đây Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ thêm cái khó nữa trong cái việc xuất gia đó, có hai vấn đề, đó là xuất gia tuổi trẻ và xuất gia tuổi già. Ở thời kỳ Đức Phật hay là theo văn hóa của Ấn Độ đó, không phải là Phật giáo, nhưng mà quan điểm của người Ấn thì tuổi trẻ họ năng động làm việc, lập gia đình, họ tìm cách sinh nhai. Nhưng mà tuổi già đó, từ khi có thể xuất hiện những cái mái tóc bạc thì lúc đó tầm khoảng 40-50 thì lúc đó họ sẽ bỏ hết những cái thế sự bên ngoài và họ có cái khuynh hướng là tìm đến tôn giáo tâm linh để mà phát triển, trao dồi trong những cái khoảng thời gian còn lại. Ở Việt Nam hiện tại thì Tịnh Đạt cũng thấy là một số cũng rất là đông những cái gia đình, những cái thiện nam có gia đình lớn tuổi cũng muốn đi xuất gia, nhưng còn rất là nhiều cái hệ lụy, những cái ràng buộc của cái người có gia đình và sống lâu ở trong ngoài xã hội. Thì có những cái khó khăn nào khi mà lớn tuổi đi xuất gia thì đó cũng là một cái vấn đề cần phải chia sẻ. Ở đây thì Tịnh Đạt xin trích lại một cái bài kinh, bài kinh này trong Tăng Chi Bộ Phẩm Truyền Cái, phần khó tìm được. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali, dạy các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. Thế nào là năm? Thật khó tìm được, này các tỳ kheo, một người xuất gia lớn tuổi lại tế nhị. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi có uy nghi tốt đẹp. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi nghe nhiều. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi thuyết pháp. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi trì luật. Này các tỳ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. Đây là bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ Phẩm Truyền Cái, phần khó tìm được. Thì quý vị thấy là một xuất gia lớn tuổi, kể cả người nam và người nữ, khi chúng ta đã trải qua cuộc sống bên ngoài và khi chúng ta lớn tuổi, tuổi xế chiều đó, tuổi 40, 50, 60, thì lúc đó chúng ta
nhiều khi không còn cái đam mê hay mê thích công việc hay là lăn lộn ở trong xã hội nữa. Khi chúng ta đã sắp xếp được cái việc gia đình, con cái ổn thỏa thì chúng ta cũng muốn dành nhiều thời gian cho cái việc tâm linh hay là tìm cái nơi, cái môi trường tốt để mà phát triển cái sự bình an, cái sự hạnh phúc. Nhưng mà có những cái điều kiện, có những cái khó cho cái người lớn tuổi tìm về cái sự chùa chiền hay là cái nơi bình an. Thì thứ nhất đó là cái tuổi già đó sẽ khó tế nhị được. Ở đây tế nhị là sao? Tế nhị ở đây có sự có nghĩa là mềm dẻo, chín chắn trong cái thuần thục, biểu lộ cái hành xử bình thường trong cuộc sống hàng ngày đó. Khi mà chúng ta lớn tuổi 40-50, chúng ta xuất gia vào chùa thì chúng ta sẽ gặp một cái rào cản rất là lớn. Mà nếu ai mà rào qua được cái rào cản này thì quý vị sẽ thành công. Đó là chịu làm nhỏ, làm sư đệ, ở vị trí thấp, ngồi thì ngồi sao, đi cũng đi sao, ăn cũng ăn sao, và phải kính trọng, phục tùng, cũng như là chịu khó ngồi làm học sinh, làm tăng sinh của những cái vị sư huynh. Mà những cái vị này tuổi thì nhỏ hơn mình, đáng tuổi em, tuổi cháu thôi à. Làm sao mà chúng ta vượt qua được cái rào cản này, hạ hết mình xuống, bỏ cái tự ái, cái thành công, cái địa vị xã hội, bỏ hết những cái chức vị hay là những cái danh phận, ngay cả cha con, ngay cả chú bác, vai vế lớn khi mà xuất gia vào chùa sau đó cũng phải chịu thiệt, làm sư đệ, làm cái vị nhỏ hơn, phải chịu khó học tập. Bởi vì mình vô sao mà, ở trong luật, ở trong giáo pháp thì ai vô sao, ai nhỏ hạ, tính theo hạ lạp chứ không có tính theo tuổi đời. Thì mình phải chịu khó nhiều thứ hơn. Thì làm sao mà cái người xuất gia lớn tuổi mà vượt qua cái rào cản này thì sẽ có tiến bộ. Khá nhiều người xuất gia lớn tuổi chưa vượt qua được cái cửa ải này, thưa quý vị. Thứ nhất là cái tập khí bên ngoài còn rất là nhiều. Tập khí bên ngoài rất là nhiều. Để mà trang nghiêm, để mà nhẹ nhàng, để mà giữ một cái cách sống tự nhiên thì nó rất là khó. Rồi cái việc mà càng khó hơn cho người lớn tuổi xuất gia đó là học hỏi nè. Học cho vị nhỏ là đã khó rồi, mà học sao thuộc bài, học sao hiểu bài, rồi chịu khó nghe kinh, nghe pháp, rồi cái khả năng mà trình bày kinh, trình bày pháp, rồi giữ gìn giới lực cho được trong sạch. Một vị xuất gia tới 227 giới đâu phải ít. Đó. Thì tất cả những cái rào cản đó cái người xuất gia lớn tuổi phải đối mặt. Nói đây thì không phải là không thể, có những vị xuất gia lớn tuổi rất là dễ thương, rất là dễ thương, những cái vị đó rất là có cái tâm cầu học. Thì khi mà mình vượt qua những cái rào cản về cái bên ngoài đó, bên ngoài, thì chúng ta sẽ có tiến bộ ở trong Phật pháp. Bởi vậy cho nên á, cái việc mà xuất gia vào trong Phật pháp, điểm của nhiều người là lớn tuổi hay xuất gia thì cần phải xét soi xét lại. Tại vì thâm niên trong cửa thiền là một trong những điều kiện cần để thấm nhuần giáo pháp, ung đúc và kiện toàn những cái phẩm chất cần thiết của một người xuất gia.
Cho nên cái người tuổi trẻ xuất gia luôn luôn là cái niềm hy vọng cho đạo pháp. Và quý vị thấy trên thực tế thì những cái vị cao tăng đức độ, những cái vị trụ trì hay là những cái vị có cái nhiều cái tiến bộ sâu xa trong Phật pháp á, thì cuộc đời những quý vị đó là toàn xuất gia tuổi trẻ thôi. Quý vị thấy các ngài trên bên Miến Điện, các ngài Tâm Tạng, những quý vị đó toàn là xuất gia tuổi trẻ rất nhiều. Nhưng mà xuất gia tuổi trẻ cũng có nhiều cái khó nữa quý vị. Ở nay Tịnh Đàn sẽ trình bày những cái khó cho quý vị thấy. Không phải xuất gia là chỉ mặc y, ăn trên, ngồi trước, lúc nào cũng đi, cũng được tiếp đón, cũng được tân bốc, cũng được chào đón, niềm nở, cũng được đảnh lễ. Quý vị thấy như vậy đó, nhưng mà không phải là đơn giản. Trở thành một vị xuất gia không phải đơn giản, nhưng mà trở thành một vị xuất gia lâu dài lại là một cái sự không đơn giản khác. Cái người xuất gia tuổi trẻ đó, thì cái điều quan trọng trước tiên đó là chuẩn bị cái tâm lý tu và cái môi trường, giống như là cái nơi mà mình đến để mình ở, mình xuất gia. Quý vị còn nghe được âm thanh của Tịnh Đạt không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng ta còn ít thời gian thì Tịnh Đạt xin trình bày nốt cái phần này. Cái người tuổi trẻ đi xuất gia thì thứ nhất là cần nuôi dưỡng cái tâm bồ đề, cái tâm xuất gia của mình. Hai đó là tìm cái môi trường, cái nơi mà mình dự định đến. Đó là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì cái nơi đầu tiên đặt chân vào để mà dấn thân đó, cái môi trường đó rất là quan trọng. Để làm sao mà có thể tách ly được cái đời sống trước đó, có thể cắt được duyên với đời, và có thể có cơ hội để mà học hỏi phát triển ở trong pháp. Đó là một cái điều rất là khó đối với một người xuất gia trẻ. Và cái người xuất gia trẻ khi mà xuất gia rồi đó, lâu năm rồi đó, 5-10 năm rồi đó, nó còn lại có vấn đề khó nữa. Thứ nhất đó là có cái mầm móng trở lại với đời, chúng ta gọi là hoàn tục đó, trở lại với xã hội. Và nếu không có đủ can đảm để mà trở lại với thì lại đầu hàng cái sự dễ vui phóng túng và trở thành một cái vị sư tầm thường, chỉ khoác chiếc áo nhà sư thôi. Thì nói tới đây á, Tịnh Đàn cũng xin trình bày nhanh bốn cái sự khó khăn của một vị tân sư. Thứ nhất, ở đây là cái điều, bốn cái điều này trong Tăng Chi Bộ Kinh luôn thưa quý vị. Thứ nhất là vị tân sư là sợ sóng to, cũng giống như là cái người đi ra ngoài biển cả đó. Thứ nhất là sợ sóng to. Sóng to là gì? Là sợ cái sự quở trách, sợ cái sự nhắc nhở, sợ cái sự phẫn nộ bất mãn. Khi có những cái vấn đề này xảy ra thì cái vị tân sư khó được giữ được chiếc y. Thứ hai là sợ cá sấu. Khi người ra biển thì sợ cá sấu. Vị tân sư sợ cá sấu là sợ đói, sợ thiếu ăn, sợ thiếu thốn về tứ sự. Thì cái tâm sợ hãi này cũng khó bền được một cái người xuất gia. Cái vị tân sư thứ ba, nỗi sợ thứ ba đó là sợ nước sấy, cũng giống như là người đi ra ngoài khơi. Thì cái sợ nước sấy này là sợ không chịu nổi cái phiền não về tham ái, về dính mắc, không sợ không chịu nổi về cái dục lạc cũng trần. Cái sợ thứ ba đó là sợ cá mập. Mà cái sợ này chắc bây giờ chắc cũng ít rồi. Sợ cá mập khi mà giống như người ra ngoài khơi đó, tức là vị tân sư sợ cá mập là sợ sự quyến rũ của người khác giới, của người phụ nữ, chịu không nổi cái việc mà tham đắm trong ngũ dục, nhất là cái người đối với người nữ đó. Thì đây là bốn cái nỗi sợ và bốn nguy cơ mà vị tân sư không thể nào giữ được chiếc y. Thì quý vị thấy là tuy nhiên cái vị xuất gia trẻ đó
cần phải có sự hỗ trợ của cộng đồng, của các chư tăng và cái môi trường cần thiết để mà khi có cái sự khó khăn cần có cái sự giúp đỡ ngay và liền, thì lúc đó không có cái sự mầm mống để mà sinh trở lại cái đời hoặc là trở thành một cái nhà sư tầm thường. Quý vị biết là cái đời sống của một vị sư xuất gia đó, nó vui thì nó cũng có vui, mà nó buồn nó cũng có buồn. Mà cái niềm vui nỗi buồn này nó khác cái niềm vui nỗi buồn ở bên ngoài lắm. Vì vị nào có từng đi chùa hay là từng cạo tóc xuất gia năm bao hôm, một tháng, ba tháng, quý vị sẽ hiểu được cái điều này. Thì đại khái là cái vị xuất gia thực sự ra nó không phải là quá là khó, cũng không phải là quá là dễ. Chủ yếu đó là cái tâm của chúng ta hướng về cái lý tưởng xuất gia như thế nào. Bên cạnh đó chúng ta cần phải có kỹ thuật, cần phải có cái môi trường, cần phải có những cái điều kiện đủ, cần và đủ để mà duy trì cái tâm lý tưởng đó. Cho nên một vị xuất gia cũng không phải là đơn giản. Và nhân cái duyên sự của đại đức Lakuntakapattiya, câu kệ ngôn pháp cú số 260 này liên quan đến cái việc mà một vị trưởng lão không phải là một vị dựa trên cái hạ lạp tu lâu năm, mà dựa trên cái việc là thực giáo pháp một cách trọn vẹn xuất sắc, mà Đức Phật ngài khích lệ sắp tấn cho nhóm 30 vị thị khu này, giúp cho 30 này chứng đạt được đạo quả A-la-hán, tánh đạo tánh quả. Và nhân cái duyên sự này, tình đạt cũng xin chia sẻ thêm về một số sự kiện cũng như kiến thức quay quanh cái việc xuất gia. Và cũng mong là những cái thời chia sẻ sách tấn này cũng mang lại những cái lợi ích và những cái hiểu biết thêm về cái đời sống xuất gia cho những vị, nhất là những vị cư sĩ chúng ta ở tại gia. Thì cũng xin kính chúc chư tăng và kính chúc toàn thể quý vị chúng ta có được cái sự an lành tiến tu ở trong Phật pháp, ngõ hầu được chấm dứt phiền não luân hồi, sớm đoạn tận khổ u thành tựu chánh trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính mời cô MC trở lại với diễn đàn. Cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính